Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong và phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có một cái chương trình thảo luận đặc biệt phát hình lúc 9 giờ sáng giờ California, tức là 11 giờ trưa giờ Houston, Texas. Và nó được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Chương trình này chủ yếu là thảo luận những đề tài xung quanh chúng ta. Quý vị, trong ngày hôm nay tôi đọc tờ báo ở trong nước là tờ báo Thanh Niên. Trong đó có một cái bài lăng xê quảng bá một cách gọi là, tôi tạm gọi là thô bỉ. Tôi dùng chữ thô bỉ nha quý vị. Khi mà đặt cái tựa cho tới lúc mà phỏng vấn cái nhân vật này, thì tôi cho rằng là cái văn hóa nổ tại Việt Nam nó khủng khiếp cỡ nào. Và những cái trò lương lẹo Make in Việt Nam hiện nay nó đang được gọi là phát triển tại Việt Nam sau khi mà Hoa Kỳ với Trung Quốc có những cuộc đối đầu căng thẳng trong vấn đề mậu dịch, kinh tế, kỹ thuật và kể cả vấn đề quân sự. Ok quý vị, chúng ta đi vào bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào phân tích và tôi cho quý vị thấy là cái văn hóa nổ này gần như là nó thống trị cả nước Việt Nam luôn quý vị. Ok, trên tờ Thanh Niên thì nói là máy bay không người lái của Việt Nam làm chủ, bá chủ bầu trời. Với Hera là tên của cái công ty do họ quảng bá, thì họ nói rằng là có tất cả được tích hợp trong một máy bay duy nhất. Và Hera là máy bay không người lái duy nhất trên thế giới có 12 ưu điểm vượt trội. Trong đó họ còn nói là chiếc máy bay không người lái, là chiếc drone này đang làm bá chủ bầu trời theo đúng nghĩa đen, do người Việt sản xuất tại Việt Nam. Và trong đó thì có một cái công ty nó gọi là trách nhiệm hữu hạn là Real Time Robotics Incorporation Việt Nam, tức là ATR, để tìm ra cái gọi là cha đẻ của chiếc John Hera, là ông tiến sĩ gọi là Lương Việt Quốc, và công xưởng với có 60 kỹ sư. Ok, là ông ta nói là đều người Việt làm tất bật cho vấn đề gọi là sản xuất cái John này. Và trong đó thì ông ta khoe khoang là cái công ty của ta đang làm việc chuẩn bị xuất khẩu vào Do Thái nha quý vị, vào Israel. Và trong đó gần như là họ nói rằng là họ sẽ có hợp đồng lớn, sẽ có thôi chứ chưa có. Còn bây giờ thì ông ta nói rằng là cái công ty mà đặt mua của cái drone của ông ta là công ty IMUS, tức là một trong những công ty phân phối về drone. Và ông ta nói rằng là ông ta đưa đặt hàng khoảng 10 chiếc drone thôi. Ok, và đây là cái hình ảnh của cái chiếc drone đó. Và trong đó thì công ty này mua drone để làm gì? Để phân phối cho một cái công ty mà ông ta gọi là rải đưa lưới điện ở trên toàn cầu. Và công ty này có cái tên gọi là Novan. Ok quý vị, họ nói rằng là công ty này là đang họ sẽ thiết kế và họ mua thêm để mà họ giao cho khách hàng của họ. Và cái công ty mà thật sự mà mua cái drone của họ đó quý vị, là để giao cho cái công ty có tên gọi là Tải Điện. Và với công ty Tải Điện này đó, là họ gọi đây là công ty Tải Điện, nhưng tôi đọc ở trên tôi copy và tôi đọc ở trên cái trang Google Search thì tôi biết được những công ty này. Ok quý vị, đầu tiên hết là IMUS là một công ty buôn bán về drone, tức là họ là những công ty bán lẻ về drone, họ bán rất nhiều những loại drone. Và tôi vào trang web của họ thì thứ nhất quý vị, đây là cái công ty mà ông này, ông tiến sĩ này khoe đây là cái công ty mà mua drone của ông ta. Để tôi mở lên cho quý vị thấy, đây là công ty IMUS. Ok quý vị, IMUS là công ty chuyên về buôn bán drone. Và trong đó thì quý vị, họ có hình ảnh những cái robot, những cái drone. Và họ là họ cung cấp rất nhiều những cái sản phẩm, gồm có kể cả cái hệ thống chuyển cái những cái optical về gas, rồi về robot, rồi về drone quý vị. Và ở trong đây thì quý vị thấy họ cung cấp rất nhiều những cái sản phẩm này. Và một trong những cái thông báo quan trọng của công ty này mà tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị, đó là ở trong cái bản thông báo của IMUS là non Chinese drone for US Government Police Fire Department Inspection và Mapping. Bắt đầu từ ngày 29 tháng 1 năm 2020 thì là cái luật đã được đưa ra cái xác lệnh là 3372.
trong đó là sẽ không có sử dụng bất kỳ một cái tron nào đến từ Trung Quốc. Đây là một trong những cái thông báo chính thức và họ quảng báo một số những cái tron của họ. Ok quý vị, đây là cái công ty mà nó là cái công ty phân phối theo lời của ông tiến sĩ Lương Việt Quốc này. Nó là công ty phân phối và trong cái thông báo này quý vị thấy rõ non Chinese tron, tức là không có cái tron nào được Trung Quốc sản xuất. Và cái công ty mà họ nói rằng là có trị giá 6 tỷ Mỹ Kim là công ty Valmont, là công ty đã mua tron của AMUS và họ bán 10 cái tron của họ cho công ty AMUS để phân phối cho công ty Valmont. Tôi vào trong công ty Valmont thì tôi thấy đây là cái công ty vốn được thành lập 80 năm quý vị. Nhưng quý vị, họ chuyên về hạ tầng cơ sở, nông nghiệp và hỗ trợ. Và trong đây thì quý vị, họ nói rằng gần 80 năm Valmont đã trở thành một leading của toàn cầu trong vấn đề hạ tầng cơ sở và vấn đề những sản phẩm về nông nghiệp, và vẫn tiếp tục cam kết về những cái kỹ thuật để có thể cải thiện cuộc sống mỗi ngày. Và trong đó thì họ thành lập gần 80 năm. Vậy thì quý vị, chúng ta coi xem cái vốn của họ là bao nhiêu. Cái vốn điều hành và cái vốn mà annual sale của họ là chỉ có 4.3 tỷ Mỹ Kim. Và họ nói rằng họ có khoảng 11.000 nhân viên trên toàn cầu. Và họ đang có mặt ở khoảng 100 quốc gia hơn. Ok quý vị. Và họ chỉ được là có 4.3 tỷ Mỹ Kim mà thôi. Ok quý vị. Đây là cái công ty mà mua tron của AMUS. Và AMUS thì mua cái tron của Hera để mà cung cấp cho công ty Valmont này. Ok quý vị. Vậy thì tôi sẽ đi thêm một cái tin nữa cho quý vị thấy là ở Hoa Kỳ có bao nhiêu công ty sản xuất tron. Quý vị, đây là cái bản báo cáo mới nhất năm 2023, những công xưởng sản xuất tron tại Hoa Kỳ, và nó nói là đây là cái danh sách toàn diện. Thì quý vị, chúng ta xem ở trong đây thì nó có những cái công ty bắt đầu từ cái alphabet là từ chữ E nha quý vị. Accentron ở San Diego nè, Advent Aircraft Company nè, Aerosystem nè, rồi xuống tới dọc từ những cái công ty mà nó xuống tới hàng chữ B, từ E tới B, rồi tới cái chữ C, rồi tới chữ D, rồi tất cả quý vị. Quý vị đếm cho tôi đi, tôi rà xuống tôi không đếm hết luôn đó quý vị. Tổng cộng là có bao nhiêu công ty quý vị, tôi rà từ nãy giờ vẫn chưa hết đây nè. Nó có cả 100 công ty, tôi nói thẳng luôn quý vị luôn, nó có cả 100 công ty sản xuất tron tại Hoa Kỳ. Tôi đưa những cái thông tin này cho quý vị để cho quý vị thấy rõ là ở Hoa Kỳ có bao nhiêu công ty sản xuất tron. Và cái công ty Hera mà cái ông tiến sĩ Lương Việt Quốc này đó đang khoe khoang tùm lum đó. Thì quý vị, tôi sẽ giải thích và phân tích cho quý vị thấy cái văn hóa nổ chưa bao giờ dừng lại ở tại Việt Nam cả. Thứ nhất là tôi duyệt xét tới cái chính sách của Hoa Kỳ trước đi quý vị. Ông Joe Biden có thông qua hai cái đạo luật ông ta ký. Cái đạo luật thứ nhất là cái đạo luật về đó gọi là science, tức là cái đạo luật về khoa học kỹ thuật, trong đó là bảo vệ cho ngành semiconductor, tức là ngành chất bán dẫn tại Hoa Kỳ, thúc đẩy cái việc mà sản xuất chất bán dẫn tại Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của chính phủ là và chính quyền liên bang là 52 tỷ Mỹ Kim. Đây là cái đạo luật thứ nhất mà ông ta đã ký để mà đối phó với tình trạng Trung Quốc đang tìm cách gọi là thu mua các cái semiconductor và chip điện tử. Thì chuyện này tôi đã loan tin mỗi ngày, quý vị đã thấy rồi. Và cái đạo luật thứ hai là Inflation Reduction Act, tức là cái đạo luật mà giảm lạm phát. Trong đạo luật giảm lạm phát này thì chính quyền của liên bang chi ra 250 tỷ Mỹ Kim, 250 tỷ để hỗ trợ cho tất cả những cái sản phẩm được sản xuất tại Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực, bao gồm các kỹ thuật, y khoa và các cái ngành về hạ tầng cơ sở. Thì quý vị, và quý vị thấy cái thông báo chính thức của AMUS là non Chinese tron. Có nghĩa là Joe Biden thúc đẩy một cái chiến dịch và một cái chiến lược là sản xuất tại Hoa Kỳ với cái sự hỗ trợ của chính phủ. Và quý vị đã thấy cái danh sách là cả 100 công ty sản xuất tron tại Hoa Kỳ. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao có cả 100 công ty sản xuất tại Hoa Kỳ mà phải đi mua cái tron của Việt Nam? Câu hỏi đặt ra là như vậy đó quý vị. Tại sao sản xuất tại Hoa Kỳ, ông Joe Biden thúc đẩy mà cái AMUS này lại đi mua tron của Việt Nam?
Ok, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, bây giờ mình cứ cho rằng tại vì tron của Việt Nam giá nó rẻ hơn bên Mỹ đi. Giá nó rẻ hơn tron bên Mỹ vì mức sản xuất nó giảm đi quý vị. Đúng không? Từ nguyên liệu cho tới gia lương công nhân, lương kỹ sư nó rẻ hơn đi. Thì hai mặt một đồng tiền. Nếu những công ty mà như AMUS mà mua tron của Việt Nam thì quý vị, họ sẽ không được ưu đãi tiền của chính phủ tài trợ. Tại vì tiền của chính phủ tài trợ mua tron mắc, nhưng mà những công xưởng mà sản xuất tron ở Mỹ đó, họ được chính phủ tài trợ tiền. Thì đâu có mất gì đâu, mà được cái tron tốt hơn nữa, bảo đảm hơn nữa, đúng theo cái quy tắc của FAA, tức là cơ quan quản trị hàng không của Hoa Kỳ. Thì một là mua tron giá rẻ, nhân công rẻ để bán giá cao trong thị trường Hoa Kỳ. Còn hai là nhận được cả 100 triệu Mỹ Kim tiền tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ dành cho các công xưởng sản xuất tròn. Và họ được hưởng cái giá giảm thuế cho tới vấn đề mà giảm giá bởi vì có sự hỗ trợ của chính phủ. Thì quý vị, hai mặt một đồng tiền. Quý vị nghĩ rằng một công ty bán lẻ và một công ty sản xuất tròn, thì quý vị chọn bên nào? Quý vị, rõ ràng quý vị, cái việc nổ này mà nổ không có căng. Rồi đó là cái thứ nhất mà tôi nhấn mạnh cho quý vị về cái tình trạng gọi là chính sách của Hoa Kỳ. Và các quốc gia trên thế giới bây giờ nó đặt hàng tròn của Hoa Kỳ đỡ không kịp. Tới mức mà bây giờ Hoa Kỳ phải hỗ trợ cho Đài Loan để sản xuất những cái tròn cả dân sự lẫn quân sự. Và họ đã nghiêm cấm tất cả những cái tròn từ Trung Quốc. Và các bạn biết ở Trung Quốc thì có cái công ty sản xuất tròn nổi tiếng thế giới. Mặt hàng của họ ở khắp thế giới đó các vị. Đó là DJI. Công ty này có trụ sở đặt tại Thâm Quyến, Quảng Châu. Đây là công ty sản xuất tất cả những cái tròn thế giới. Trong đó có cả tròn về quân sự, có cả tròn về dân sự, có cái tròn lớn điều khiển có thể mang cái sức nặng cao hơn, và có những cái tròn nhỏ bằng ngón bằng cỡ này thôi này, dành cho giới tiêu thụ cần summer đó sử dụng đó quý vị. Thì DJI hiện nay đang bị Hoa Kỳ cấm cửa, và Anh Quốc cũng như Liên hiệp Âu Châu đang cấm cửa DJI bởi vì những hình ảnh mà thu được trên những cái tròn này đó nó chuyển trực tiếp về Trung Quốc, nó gây hại cho an ninh quốc gia. Do đó Hoa Kỳ và các quốc gia ở khối đồng minh đó là giới hạn không được phép sử dụng tròn, và quý vị thấy trong cái bản thông báo của AMUS là non Chinese tròn, tức là không có cái tròn nào do Trung Quốc sản xuất hết. Thì quý vị, nó có một cái điều rất đặc biệt và tôi không biết nó trùng hợp hay là nó có ẩn ý. Khi mà chính quyền Joe Biden ban lệnh cấm vận với tất cả những cái solar panel từ Tân Cương. Tân Cương nha quý vị, là cái nơi mà có sản xuất nguyên liệu dành cho các cái tấm panel điện mặt trời đó, gọi là Thái Dương Điện đó. Thì quý vị, tự nhiên Việt Nam lại đi sản xuất về gọi là panel điện mặt trời ở ngay tại tỉnh Quảng Ninh sát biên giới với Trung Quốc. Và Make in Việt Nam quý vị, panel này Make in Việt Nam. Rồi khi mà Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới đặt vấn đề về công ty DJI, tức là công ty sản xuất tròn của Quảng Châu đó, về vấn đề an ninh quốc gia đó, thì bây giờ lại có công ty Hera sản xuất tròn tại Việt Nam. Thì quý vị, câu hỏi này tôi để dành cho quý vị trả lời. Và cái tròn của Hera này, tất cả đều do họ sản xuất hay họ nhập cảng thiết bị từ đâu? Thứ nhất, động cơ trong trống. Thứ hai, cái cục pin điện của cái tròn này nhập cảng từ đâu? Và thứ ba, ở trong cái hệ thống tròn này đó quý vị, nó được thiết kế những cái đường dây điện nhỏ để nối từ cái motor chính đi ra những cái trong trống. Thì nó được nhập cảng từ đâu vậy quý vị? Nếu công ty Hera này sản xuất tại Việt Nam, thì những cái động cơ này bản quyền của ai? Cái động cơ trong trống nè, bản quyền của ai? Và việc cái công ty Hera này phải trả tiền bản quyền như thế nào? Tôi không nói tới cái thiết kế mô hình. Thiết kế mô hình thì ai cũng thiết kế được đó. Cả tôi cũng thiết kế được đó.
Tại vì tôi làm cái nghề 3D gần 20 năm rồi. Hơn 20 năm rồi chứ. Cái nghề vẽ 3D đó, thiết kế những cái mô hình bằng 3D đó. Từ mô hình kiến trúc cho tới mô hình bằng xe hay là mô hình các cái gì ở trong, là tôi đã theo cái nghề này hơn 20 năm rồi quý vị. Tôi cũng vẽ được cái mô hình cho cái tròn vậy. Thì cái mô hình không có gì khó cả. Vấn đề ở chỗ là cái bên trong của cái tròn đó nhập cảng bằng cái gì, hay giống như VinFast, tức là tất cả đồ bên trong đều nhập cảng từ ở bên ngoài, mình chỉ thiết kế cái mô hình bên ngoài, cái mô hình thôi, rồi tri hô lên là được sản xuất từ Việt Nam. Quý vị, điều mà tôi muốn nhấn mạnh tới đó là công ty Hera này thật sự là công ty của người Việt Nam làm chủ, hay tất cả những thiết bị trong đó, thậm chí tôi nói thậm chí cái mô hình đó được chế tạo ra đó, nó cũng được xuất phát từ ở phía Quảng Châu, DJI. Bởi vì DJI đã bị giới hạn và bây giờ các công ty bán lẻ của Hoa Kỳ đã giảm dần tất cả những cái tròn của DJI. Xưa nay quý vị, cách đây vài năm đó, gần như là cái hệ thống tròn của DJI nằm tràn ngập tất cả các công ty bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ. Từ Fry nè, Best Buy nè, cho tới Micro Center nè, những cái trung tâm mà những cái công ty bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ đó quý vị. Kể cả Walmart, Target cũng bán tròn luôn. Và cũng của DJI luôn. Nhưng mà sau khi mà Hoa Kỳ bắt đầu đưa ra những cái chính sách và thấy rằng là cái tròn này nó nguy hiểm, thì quý vị, các công ty bán lẻ Hoa Kỳ đã giảm hết tất cả những cái tròn của Trung Quốc. Và bây giờ họ phải mua tròn của công ty Hoa Kỳ sản xuất. Thứ nhất là để bảo đảm về vấn đề an ninh quốc gia. Thứ hai là họ được trợ giá bởi chính phủ. Họ lợi nhiều hơn. Bởi vì cái đạo luật Inflation Reduction Act trong đó 250 tỷ Mỹ kim để tài trợ cho tất cả các sản phẩm được sản xuất tại Hoa Kỳ. Và trong đó thị trường tròn là chính. Mà quý vị, đã vậy rồi, tròn được điều khiển bằng màn hình, tức là cái remote. Trong cái remote đó đó quý vị, nó có chip điện tử, tức là semiconductor. Nó có màn hình nữa, để quý vị có thể coi được hình mà. Rồi quý vị, như vậy thì con chip điện tử này công ty Hera của Việt Nam nhập cảng từ đâu? Không lẽ Việt Nam tự sản xuất chip điện tử? Rồi chưa kể cái ống kính gắn trên tròn, cái camera gắn trên tròn đó Việt Nam tự sản xuất à? Hay là nhập cảng từ đâu? Và cái môn bài trả tiền cho cái bản quyền của người ta như thế nào? Quý vị, những câu hỏi này cái tờ báo Thanh Niên nó không bao giờ đặt tới hết. Nó chỉ hỏi là thị trường sản xuất, nó chỉ hỏi là thị trường xuất cảng thôi. Nhưng nó không bao giờ dám hỏi tới cái vấn đề, ủa, như vậy thì cái bộ phận ở trong cái tròn của Hera này nó được nhập cảng từ đâu? Hay là do các anh tự sản xuất lấy? Và bản quyền của nó như thế nào? Từ ống kính, hệ thống thu hình trên tròn cho tới cái trong chống quay, động cơ của trong chống, rồi cái hệ thống pin, tức là điện đó, để mà tròn hoạt động, nó từ đâu ra? Quý vị có thấy bài báo này có đăng không? Chỉ khoe khoang, ô, chúng tôi là cái tròn duy nhất trên thế giới có 12 điểm. 12 điểm đó là cái gì? Trong khi cả trăm công ty của Hoa Kỳ kìa. Tôi đưa cho quý vị coi danh sách đó. Sắp theo thứ tự alphabet đó. Mà mới chỉ là một trang web thôi. Chưa kể những công ty sản xuất tròn của đồng minh và đối tác Hoa Kỳ. Trong đó Do Thái quý vị, họ đâu cần phải đi nhập cảng. Họ tự sản xuất những cái tròn của họ còn siêu đẳng hơn cả Hoa Kỳ nữa. Rồi Anh Quốc, nếu mà quý vị hỏi về cái tròn dân sự đó, nó có mấy chục công ty sản xuất tròn tại Anh Quốc. Lý do tại sao tôi biết, quý vị biết không? Tại vì tôi làm nghề cả camera thu hình. Và có những cái cảnh cần điều khiển những cái tròn và gắn camera của mình lên. Chúng tôi không dùng những cái camera sẵn có trong tròn. Họ dùng cái hệ thống thu hình đó, nó là H64. Nó là cái hệ thống của MPEG. Cái quality nó không có đủ. Chúng tôi cần những cái tròn bự hơn, 8 trong chống hoặc 6 trong chống, để có thể lôi một cái camera của chúng tôi từ ở dưới mặt đất lên trên cao.
Thì quý vị, những cái tròn này á mà sản xuất cho ngành điện, ngành thu hình của chúng tôi đó, nó trị giá mười mấy ngàn đô la cho tới hai hai mươi mấy ba chục ngàn đô la cho một cái tròn, chứ không phải cái tròn bán trăm mấy hai trăm ở trong cửa tiệm quý vị mua là khoe là bán hình và thu hình 4K. Cái 4K đó là của H264, cái loại MPEG nó nhẹ lắm, nếu căng ra lớn là nó bể mặt hình ngay. Thì cái nghề của chúng tôi đó là nó đòi hỏi cái quality, dù hình căng lớn cỡ nào cũng không bị bể. Do đó chúng tôi phải sử dụng tới những cái dàn máy cả chục ngàn, hai ba chục ngàn Mỹ kim, thậm chí cả trăm ngàn Mỹ kim. Do đó tôi là cái người nghiên cứu về tròn, tôi biết mười mấy công ty của Anh á sản xuất tròn cho camera đó, chưa kể là cái tròn dành cho quân đội nó khác nữa, tức là bên quân sự nó khác nữa quý vị. Đây được xem là cái thị trường nó đã diễn ra trong vòng 15 năm qua. Nhưng mà quý vị, cuối cùng cái công ty mà nó bán rẻ nhất và nó chinh phục luôn cả thị trường tiêu thụ lẫn thị trường chuyên nghiệp đó là DJI của Trung Quốc đó. Bây giờ DJI bị đóng đinh bởi Hoa Kỳ và các đồng minh. Do đó quý vị, DJI đâu có muốn mất thị trường của mình. Họ phải tìm cách đưa qua nước khác, đổi tên khác để tiếp tục sản xuất. Thì bây giờ tự nhiên lại có công ty Hera ở Việt Nam. Thì quý vị, câu hỏi này quý vị đã có câu trả lời. Thì mình ngậm ngậm miệng ăn tiền đi. Tức là thay vì á là lấy cái tên đó rồi âm thầm sản xuất đi, không, phải nổ trên mặt báo cho thiệt lớn là đây là tròn do Việt Nam sản xuất, do người Việt sáng tạo. Chứ vị tin không? Ông này ông nói là ông có 60 kỹ sư gốc Việt ở trong đó, người Việt. Quý vị, những kỹ sư này có phải là Việt Nam hay không? Chúng ta còn chưa biết. Và thứ hai, những động cơ ở trong cái tròn đó, những cái thiết bị trong chống, rồi cái pin điện cho tới cái camera có phải là do phía Việt Nam sản xuất hay không? Hay là nhập cảng giống như VinFast, mua động cơ của Đức, rồi ba cái đường điện, ba cái ở bên trong đó, ở trong nội thất đó thì nhập cảng từ Trung Quốc. Rồi về chỉ thiết kế cái mô hình ở bên ngoài rồi gắn cái tên VinFast vào và nói là Việt Nam sản xuất xe hơi. Quý vị, nhiều khi quý vị đọc một bản tin, quý vị giật mình, quý vị thấy tự hào đó. Nhưng bây giờ mình phân tích kỹ vấn đề từ cái chính sách luật lệ của Hoa Kỳ cho tới cái kỹ thuật và phát minh ở trong cái bộ phận của các cái tròn, cho tới cái ảnh hưởng về cái lệnh cấm tròn từ Trung Quốc, thì quý vị sẽ có một cái bài phân tích đối chiếu so sánh rất rõ ràng về cái gọi là tròn do Việt Nam sản xuất. Quý vị, tôi chỉ làm một cái bài phân tích và tôi đưa những thông tin cho quý vị là quý vị thấy. Ông này có lẽ là ông núp trong cái vỏ sò lâu quá. Tức là ông sống dưới cái sự bảo bọc của chế độ cai trị đó. Ông không biết được thế giới bên ngoài người ta cái trình độ tới mức độ nào rồi. Ông vẫn nổ một cách thoải mái luôn. Và phóng viên tới phỏng vấn đó quý vị, là cũng được dặn trước rồi. Đừng có hỏi gì về nguồn gốc hết. Chỉ hỏi về cái thị trường xuất cảng ở đâu. Và ưu điểm của cái tròn thôi. Chứ đừng có phỏng vấn về cái nội dung, về cái bộ phận của cái tròn từ đâu ra. Hay là những cái thị trường sản xuất cạnh tranh với ai. Tôi mở cho quý vị thấy trên trang web thôi đó, cả trăm công ty sản xuất drone đủ loại của Hoa Kỳ, từ quân sự cho tới dân sự, và họ đang có một cái ngân sách tài trợ lên tới 250 tỷ Mỹ kim để sản xuất những cái drone tại Hoa Kỳ, mà chính họ cũng còn đang gặp trở ngại đó quý vị. Nguồn nguyên liệu họ dùng brass, họ dùng lo hay là họ dùng nhựa để làm những cái thân cho cái tròn, còn cả là một vấn đề. Thì quý vị, cái việc nổ này đó thì tôi nghĩ rằng là chính quý vị hiểu rõ. Và cuối cùng quý vị, nó cũng chỉ là một cái bài báo gọi là tô hồng cho chế độ. Tôi gọi là tô hồng cho chế độ. Và nói rằng, ồ, dưới sự cai trị của Cộng sản, Việt Nam sản xuất được tròn, sản xuất được xe hơi.
Nhưng kết quả thì thế nào? Những kẻ này chỉ đóng vai trò nổ để mua mặt mũi cho chế độ cai trị thôi. Quý vị, nền giáo dục của Việt Nam thấp nhất ở khu vực. Đây là đánh giá chính thức. Thấp nhất ở khu vực. Không có khả năng đào tạo. Ở đâu ra có được 60 kỹ sư chuyên về tròn vậy? Trong khi đó, sinh viên tốt nghiệp ra thì ngu ngu ngơ ngơ. Bằng cấp thì không có giá trị. Ngay tại Việt Nam còn không có giá trị. Đừng nói qua nước khác nữa. Mà gọi là chế tạo tròn. Đây là cái cho quý vị thấy, để quý vị có thể thực hiện cái phương pháp mà tôi vẫn đưa ra trong mấy năm nay. Phân tích, so sánh, đối chiếu. Quý vị sẽ tìm được sự thật. Và quý vị sẽ xác nhận được sự thật đó được bao nhiêu. Bây giờ Google nó có ngay trên trên màn hình của quý vị, trên cái phone của quý vị rồi. Bấm vào một cái là nó đầy đủ hết thông tin cho quý vị. Ông tiến sĩ này đó, hình như ổng đang núp trong một cái vỏ bọc, bảo bọc của chế độ đó. Ổng không biết rằng bây giờ giới trẻ Việt Nam đó, bất kỳ một cái gì nó bấm Google là ra hết. Nó bấm Google là ra hết. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái mà bài học cho những kẻ nổ. Khi mà đăng trên báo, đó là lý do tại sao mà đám báo chí và đám tuyên truyền ở Việt Nam đó, càng lúc càng lụng bại. Không phát triển được. Và tôi không biết rằng là cái công ty thanh niên được cái công ty cho này trả bao nhiêu tiền để có một cái bài lăng xê như vậy. Nhưng mà trên thực tế tôi đã nói với quý vị. Cái ngành gì chứ họ nói tới cái ngành tròn thì tôi rành lắm. Loại 6 máy, loại 8 máy, tức là 6 trong trống, 8 trong trống như thế nào? Còn loại 4 trong trống như thế nào? Có dịp mai mốt tôi sẽ cắt nghĩa cho quý vị nghe. Và tôi đã từng lần mò để thử coi mình làm tròn được hay không đó. Cuối cùng tôi buông. Tại vì quý vị, cái tiền bản quyền của các động cơ máy, mình không có khả năng. Mình không có khả năng để trả tiền cho những cái động cơ máy đó. Để trả tiền cho những cái thiết kế, những cái cục pin mà có cái thời hạn lâu dài. Quý vị biết một cái tròn mà chở được một cái camera máy Red của tụi tôi á, mà nặng khoảng chừng mười mấy pound cho tới 30 pound đó quý vị. Nó bay được có 20 phút à. Là phải thay cục pin khác rồi. Nó bay được có 20 phút thôi. Mỗi lần mà chúng tôi điều khiển lên đó quý vị, là chỉ thu được một hai cái clip hình, là phải đưa nó xuống thay cục pin khác rồi. Cái này để cho quý vị thấy về cái hệ thống tròn như thế nào. Mà bây giờ ngồi nổ dần trời luôn quý vị. Mà tôi nhìn cái tròn này, cái thiết kế của nó có 3 trong trống à. Có 3 trong trống à. Rồi để một cái cục trình hình ngay trên đầu á. Nổi cái thiết kế không là tôi thấy ngứa mắt rồi. Người ta làm sao cái tròn nó gọn, nhẹ. Và cái hệ thống chống rung của camera nữa. Tức là stabilizer đó. Nó gọi là cái hệ thống chống rung đó. Hồi xưa mà phải có một cái hệ thống chống rung riêng. Rồi cái tròn bán riêng. Để khi mà nó kéo cái camera lên á, nó quay nó không có bị rung. Nó không có bị sét, nó không có bị đảo qua đảo lại. Ông này ông chế tạo được cái hệ thống chống rung không quý vị? Nó gọi là stabilizer. 3ASIC, 4ASIC. Mà dám nổ là tròn do Việt Nam sản xuất. Cái này tôi chỉ vạch ra cho quý vị thấy. Những cái trò gọi là nổ ở trong Việt Nam, nó vẫn là một cái văn hóa thống trị trong xã hội cộng sản cai trị. Cho tới khi nào mà chấm dứt được cái văn hóa nổ này thì lúc đó mới khá được. Làm được một thì nổ tới 100. Và quý vị đã nhìn thấy cái phản ứng của VinFast đó. Khi mà xe thiếu an toàn bị trả về đó, thì quý vị đã biết kết quả của những cái trò nổ này như thế nào. Ok quý vị, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Bởi vì ngứa mắt cái bài báo của thanh niên, tôi đem cái chuyện này lên để cho quý vị thấy rõ. Là khi quý vị ở trong cuộc sống, phân tích, đối chiếu, so sánh là cái phương pháp tốt nhất để quý vị tìm đến sự thật và định hướng cuộc đời của mình. Đừng để cho cái đám tuyên truyền này nó dẫn quý vị, định hướng quý vị, rồi quý vị sẽ nằm trong cái ảo mộng là Việt Nam là đứng trên thế giới, Việt Nam là vô địch thế giới, Việt Nam là hãnh diện nhất thế giới, tự hào nhất thế giới. Quý vị,
phân tích, đối chiếu, so sánh, quý vị sẽ biết được cái nước Việt Nam bây giờ nằm ở cái chỗ nào ở trong thế giới. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.